Mời Đô đốc đại nhân. Đô đốc đại nhân, theo nguyên tắc của phủ tổng binh, bất cứ ai cũng không được mang vũ khí vào trong nội đường. Xin ông. Tên người tử này chắc chắn sẽ gây ra quả sự. Đại nhân, nữ nhà sẽ đi về phía nhà sảnh rồi. Cái gì? Mau. Tổng binh đại nhân, Đô đốc Kiến Châu đã tới rồi. Truyền. Dạ. Đào hỉ cho tổng binh đại nhân. Bởi vì một chuyện quan trọng phải giải quyết cho nên tới trễ hai hôm. Xin đại nhân đừng khiển trách. Ta dám khiển trách hay sao? Ngươi tung tin khắp nơi, nói là chức quan tổng binh này của ta là nhờ ngươi nói biết bao nhiêu lời với triều đình ta mới có được. Sự thật ta cần phải cúi đầu để tạ ơn ngươi mới đúng chứ. Đó là cái tên đồn thôi, tuy nhiên là dám dựng lên chứ. Được, cứ coi như là đồn đi. Ta cho ngươi biết, ngươi chi binh mãi mã khắp nơi, tồn trữ lương thảo, cái đó không giả chứ? Rõ ràng là ngươi có lòng dạ bất chính, mưu đồ tạo phản. Ngươi cười cái gì? Ta cười nhà ngươi hoàn toàn không biết che đậy. Thứ nhất, dắt danh bỏ võ không biết nhân nghĩa chút nào cả. Thứ nhì, còn có cái ý trả thù cá nhân nữa. Ta đã biết trước rồi, ngươi giữ chức vụ tổng binh, lập tức thanh toán nợ cũ, cho nên một Tấu Triệt ra thảo xong đang chờ đợi gửi tới kinh thành đó. Tấu Triệt? Tấu Triệt gì? Một Tấu Triệt xin từ chức. Ta sẽ bẩm cáo triều đình em trai của ta để giật ái thiếp của tổng binh đại nhân, làm tổng binh đại nhân ôm hận đối với Kiến Châu vì muốn lo tròn đại nghiệp cho Liêu Đông. Ta nên phải bỏ chức vụ tổng đốc này. Ngươi Nhược Bách, nội nhĩ Hà Xích Đồ Đốc tới đây mừng cho ngươi, như vậy ông ta đã là khách quý. Có cái gì từ từ nói, tại sao phải gây gỗ như vậy? Lão đại nhân từ kinh thành về rồi hả? Ngươi bây giờ là đô đốc của Kiến Châu rồi, cần gì phải đa lễ chứ? Nỗ nhi Hà Xích mãi mãi là con vệ trung thành của đại nhân. Thôi hãy ngồi đi. Được. À, lúc nãy hai người cãi nhau về cái chuyện gì vậy? Như Bách đại nhân tân hoàng không hách, có lẽ nghe lời thêm bớt của người nào đó, nói là tôi tư tồn binh mã, ý đồ mưu phản. Đó là cái tội tài trời đó nha. Lão phù cũng có nghe nói binh mã của người sau khi ta đi rồi đã tăng lên gấp 4 lần. Sau khi cứu bộ liên quân tấn công Kiến Châu, tôi không thể không đề phòng được. Lão đại nhân ở đây đã bao nhiêu năm rồi, bộ lạc nào vì sinh tồn mà không tồn trữ lương thực thêm binh mã? Nói gì vậy rất đúng. Tuy nhiên cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Tính tình của tại hạ đại nhân biết rõ, tôi không ăn hiếp người ta, nhưng tôi đâu để ta ăn hiếp tôi đâu. Nếu như người nào có ý định đó đối với tôi tuyệt đối không đồng ý. Như Bách, thôi trễ giờ lắm rồi, đưa nội nhi sớm tới dịch quán để yên nghỉ đi. Tiễn hắn về hả? Ta nghĩ nếu đã tới rồi, nếu như tới rồi tôi ngồi chơi thêm chút nữa. Lão đại nhân, tôi muốn gần đây mời ông và Như Bách đại nhân tới Kiến Châu uống rượu mừng của tôi đó. Hả? Rượu mừng à? Tôi tới trễ hai hôm là bởi vì tôi tới khoa nhị tâm Mông Cổ. Lần này tôi tới đó là để lo một đại sự. Kiến Châu đã kết minh với khoa nhị tâm của Mông Cổ rồi. Tôi trong ngày mai sẽ rước con gái của đại hãn khoa nhị tâm. Ngươi thì to gan, tự cấu kết với chư kỳ của Mông Cổ, mưu đồ bất chánh. Chỉ cái điểm này thôi, ta có thể tiên trảm hậu tấu, giết chết ngươi. Ta liên hôn với Mông Cổ, đã thượng tấu triều đình, cho dù có giết đi nữa không tới nhà ngươi đâu. Hơn nữa ta đây cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Trước có cửu bộ liên quân, sao có ô la dịp hết, được rình rập Kiến Châu của ta. Nếu như có thể xảy ra có chuyện gì không thể ngờ trước được, không lẽ ta còn có thể mướn vài chục vạn kỵ binh của đại hãn khoa nhĩ tâm Mông Cổ xài đỡ hay sao chứ? Vì đại nhân đang lo lắng chuyện gì tôi cũng có thể đoán trước được. Như vậy cứ yên tâm đi, tôi liên hôn với Mông Cổ, tôi sẽ không đánh ô la và không tấn công dịp hết đâu. Thật hả? Trước mặt của lão đại nhân tôi không có dám nói trời, nhưng mà tôi sẽ đòi mảnh đất ở phía bắc. Chỗ nào? Hà Đạt. Hà Đạt liền xài Kiến Châu. Người lấy mảnh đất đó để làm cái gì? Kiến Châu đồng cỏ nhỏ hẹp, tôi chẳng qua chỉ mượn chỗ đó để mà săn bắn chăn nuôi mà thôi. Hơn nữa Hà Đạt uy phát, thường giao đấu với người Mông Cổ, làm bá tánh không được yên tịnh. Tôi cần lấy Hà Đạt có thể bảo vệ khu đó nhất phương bình yên. Đừng mơ, ta nghĩ là người khó trương nhất định là có giả tâm, ta không tha ngươi đâu. Lão đại nhân,
Tôi đây hết lòng hết dạ muốn giúp đỡ Như Bách đại nhân. Nếu mà như vậy tại hạ cáo từ. Khoan. Đều là người trong nhà, cần gì rút kiếm dừng nữa. Đô đốc nội nhị hà xích, nếu Như Bách đồng ý cho người khuếch trương về phía bắc, người tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời của tổng binh đại nhân. Như Bách, con nghĩ sao? Tôi biết cái chuyện của Na Thẻ gây thiệt hại rất lớn cho Như Bách đại nhân, cho nên tôi đây lúc nào khoái nái ở trong lòng. Nhưng nước đã tạt ra rồi, khó lòng mà thu lại. Tôi suy đi nghĩ kỹ, nhưng muốn giải được cái tâm kết ở trong lòng của Như Bách đại nhân, tôi đã để cho Na Tề Á lìa khỏi Thư Nhĩ Ha Tề trở về đồ luôn rồi. Thật như vậy sao? Nếu như đại nhân không chịu tin thì thôi. Như vậy đại nhân, nội nhi Hà Xích tạm thời cáo từ. Nội nhi Hà Xích, lão phu có lời muốn nói. Người theo ta bao năm, từ lúc ngươi làm đô đốc cho tới giờ, chúng ta là quen biết bao nhiêu năm nữa. Hoài bảo trong lòng của nhà ngươi, lão phu đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Tuy nhiên, chuyện gì cũng phải có giới hạn. Ngươi muốn có thêm một số đồng cỏ, chiếm thêm một số thành trì, ta có thể không lo. Tuy nhiên, nếu như muốn mua đồ tạo phản, lão đại nhân yên tâm, cho dù tôi gan tài trời đi nữa, không dám phong bộ triều đình đâu. Cái gan nhà ngươi to hơn trời. Lão phu đã quyết định ở mãi ở tại Lưu Đông này đây. Ngươi nhớ kỹ, không cần biết ở trong lòng ngươi nghĩ thế nào, làm cái gì, lão phu lúc nào cũng theo dõi ngươi hết đó. Như vậy phải để cho lão đại nhân bận tâm đó. Con nè, chút nữa là gây đại họa rồi đó. Con chưa có ra tay mà. Thật là không ngờ, hắn là có thể kết minh với tứ thập cửu kỳ của Mông Cổ. Nếu lúc nãy con giết chết nó, trú quân ở Liêu Đồng của con cho dù có bản lãnh tới cỡ nào, có thể chống đỡ được mấy trăm ngàn thiết bị của Mông Cổ hay sao? Bởi vì con nghĩ tới cái điểm đó, cho nên mới không giết hắn. Cha nói rồi, trừ nó đi chẳng qua là cái việc thời gian thôi, tuyệt đối không phải là bây giờ. Thời cuộc thay đổi, chúng ta cầu an cầu hòa còn chưa có được, con lại muốn tạo ra một cái đại sự như thế này. Như Bách à, con hãy suy nghĩ cho thật là kỹ nha. Chúng ta có biết bao nhiêu đối thủ ở tại triều đình. Nỗ Nhĩ Hà Xích 2 năm qua đã mua chuộc biết bao nhiêu quan viên ở tận kinh thành. Con trở mặt với Kiến Châu, con còn muốn làm tổng binh đây hay không? Cha, con biết rồi, con còn có chuyện gấp phải lo. Đừng đó, con muốn đi đâu? Con đi đồ luôn à? Thật là có đồ vô tích sự, tới giờ này vẫn còn luyến ái người đàn bà gây sự sanh phi kia. Con đã nói rồi, con nhất định phải đòi lại cổ. Hiện chúng cha, bây giờ con là tổng binh Liêu Đông, xin cha đừng can thiệp vào chuyện của con. Con biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Trở lại, trở lại. Phước Tấn, mời dùng trà. Bây giờ ta đã không còn là Phước Tấn của ai hết, cứ gọi ta Na Tẻ đi. Cái này để Tiểu A Ca mặc hả? Ừ. Em có nghe đêm qua cô đã gọi tên của nó. Ta thật sự không nên xin nó ra. Đi, mời đi mời sát lão nhân tới đây một lát. Dạ. Gọi tôi hả? Lão bá, làm phiền ông cho người mang cái này tới Kiến Châu dùng nha. Cô nương, còn có gì muốn nhắn hay không? Dạ thưa cô nương. Có chuyện gì? Có đội Minh quân xông vào thành, thưa thằng tiếng dạy chúng ta rồi. Quân Minh? Chính là quân Minh, nô ta thấy rõ ràng đó. Lão bá,
Các người đi cản họ trước đi. Nhớ như kiếm ta, cứ nói là ta ra ngoài rồi. Dạ. Đại nhân, chỗ này như không có người ở. Cửa mới tung ra rồi. Đi vô đi. Đi. Dạ, đi. Chết. Tới ngày. Mở cửa. Tới ngày. Các người kiếm ai? Đây là tổng binh đại nhân của chúng tôi. Ông muốn gặp mà Na Tẻ phu nhân đó. Tôi già rồi, không nghe được rõ. Thành chủ đã chết, không ai ở đây nữa. Các người muốn tìm người thì qua bên kia đi. Tính đâu? Tính đâu? Đừng có làm bậy nha. Đừng làm bậy. Na Tẻ. Na Tẻ. Na Tẻ. Là mùi hương em dùng, chính là mùi hương mà em từng dùng. Tại sao em trốn anh vậy? Tại sao em lại trốn anh? Có phải là người đưa quyến rũ trái tim của cổ, là nghiệt chủng thứ nhĩ hả tị? Người mau trả cổ lại cho ta. Nghiệt chủng. Na Tẻ, ra đây đi. Ra đi mau đi. Tại sao lại trốn anh? Tại sao hả? Tại sao lại trốn anh? Tại sao lại trốn anh? Na Tẻ. Tại sao lại trốn anh? Nếu như em rời khỏi Kiến Châu, tại sao không trở về với anh? Không lẽ em đã quên tất cả chuyện của chúng ta? Không lẽ chuyện của chúng ta em đã hoàn toàn quên hết? Đã bao nhiêu năm rồi, anh không thể nào quên em. Mỗi ngày đều mong mỏi em trở về. Chứ dù là cục đá đi nữa cũng phải xưa lòng mà. Em đâu phải là cục đá. Na Tẻ. Na Tẻ. Na Tẻ. Na Tẻ. Nhìn A Bà Hợi, cô nương của chúng ta giống hệt như là một tiên nữ vậy đó. Thấy rồi, đẹp thiệt là đẹp luôn. A Bà Hợi cô nương, đã xong hết chưa? Quản gia Ba Bá, các người đi coi thử coi hôn lễ đã chuẩn bị tới đâu rồi. Không còn bao nhiêu ngày, xử lý không khéo coi chừng Bối Lạc gia giận. Dạ. Nè, quản gia Ba Bá. Tôi muốn hỏi thăm ông. Ông có biết hay không, hai ngày qua Bối Lạc gia tại làm sao lại không có được vui? Tôi cũng định hỏi cô. Cô theo Bối Lạc gia đi hộ thuận, không có xảy ra chuyện gì chứ? Làm gì có. À phải rồi, một ngày trước khi đi gặp phải cái ông đồ đốc Kiến Châu Nỗ Nhĩ Hà Xích đó. Gặp phải ổng à? Ổng đã nói cái gì? Không có nói cái gì. Chỉ sợ là Bối Lạc gia lại gặp phiền nữa. Bối Lạc gia. Bối Lạc gia, hồi nãy có mang mấy đôi giày mới đưa Bối Lạc gia coi thử. A Bà Hợi cô nương hôm đó sẽ mang đôi nào? Ra ngoài đi. Dạ. Bối Lạc gia, gần đây tại sao lúc nào cũng không được vui? Không có gì hết. Có phải là cái ông Nỗ Nhĩ Hà Xích làm khó dễ hay không? Không có. Đừng khờ nữa, đừng đoán mò. Có phải là vì số bạc của Âu La đã mang tới cho dịp khách đi mua bình khí hay không, cho nên không có nhiều tiền để tổ chức hôn lễ? Không có sao đâu, không có hôn lễ cũng được nữa. Chỉ cần mỗi ngày ở chung với Bối Lạc gia, ngày nào cũng có thể nhìn được anh. Đừng khờ quá, anh không gì đâu. Đừng nghĩ bậy nha. Bẩm Bối Lạc gia, những người phải tới hậu thuận đã trở về rồi.